Lưng à? Lưng bị bồi oan ngay kìa. Bồi oan học tập lại bồi oan. Hai mà lợi màn là cậy con chăng vật mẹ căn vật mẹ ta. Lợi màn cậy. Đây là món nó cả đắng nhé, của Arun Blog. Cười cái lắm đi. Cả đắng nấu video nhé mọi người ơi. Đây mình dặm nha mọi người, đây là cái đắng.